Đây là con trống nhé. Gà được khoảng 4 tháng. Màu tam sơn. Dòng cọc. Cái dòng bắc cọc này nó chắc, nó nạc lắm. 257. Con gà cốt nó không to đâu, cốt nó bé nhưng mà kiểu nó chắc thịt ấy, nó nặng về thịt nên là nó nhìn cân nặng nó nặng thôi chứ còn chất ra nó bé lắm. Nó không xù, nó to như con bắc tít. Con bắc tít 5 lạng với con bắc cọc 5 lạng, hai con nó khác nhau hoàn toàn. Ăn no lắm. Đây là con mái được 2 tháng rưỡi. Sau lớn lên chắc ở lông ôm sát luôn, nhìn cái bó đuôi. Ăn no diều luôn.